Ada, okay. Bởi vì lấy mình vào vậy. Cái bánh bao đỏ rồi. Nè. Nè. À không nhá.
chạy bay câu nè mùa. Lệ ớt hàng hải chụp láng rồi đó. Lệ ớt hàng hải chụp láng rồi đó. Đâu mà sao buồn rồi. Ngon quá chá. Nhưng mà một đi rồi thì nó ngon. Chắc chắc bảo nó khô. Chắc bảo tự nhiên. Nó bây giờ nó không được khổ khổ khổ. Còn ăn luôn luôn. Lúc bắt nó mẹ nồng nọc hả? Lời. Không hiểu sao.